Em hôm nay mình chính thức là mình lên sóng cái cây này thật sự luôn em ha. Cây này thật sự luôn, chính thức lên sóng luôn. Chứ hôm trước là mình lên sóng nhưng mà nó vẫn còn chưa đạt cái chuẩn, với lại cấu trúc lá nó chưa được gọi là chuẩn cho anh em. Hôm nay mình lên cái cây này mình thông báo luôn là cái cây này cấu trúc lá nó là lá Siri nha. Rất là đẹp, cấu trúc lá rất là đẹp. Hôm trước chủ người ta bán người ta nói lá đó nhưng mà mình chưa biết được. Bây giờ mình mới kiểm định nè. Kiểm định ở là chỗ là cây đã bắn được non nè anh em, cây bắn được non. Cây này mà lên được hạt gạo nó là tuyệt đỉnh luôn em, thấy chưa? Xương dâm rất là dày luôn. Bây giờ là mình đã chuyển chậu là ok với lại cái cát Nhật, với lại cái cát Nhật và với cái với một cái chậu, và cái phong tàn của nó cũng rất là dày luôn anh em ha. Nhìn nè, thì đây là một cái tác phẩm nghệ thuật đấy. Đấy, thấy xương dâm đó nè, xương dâm rất là đẹp. Quý anh em mình xem tham khảo cho vui nè. Mình xin nghìn ngắm một cái tác phẩm cho nó vui. Cây này là cây một cốt 5 thân. Đấy, rất là duyên luôn nha anh em. Đấy thì đấy, nó đang nằm một con rất là duyên luôn. Mặt trước và mặt sau của nó đều đẹp như nhau nha anh em, mình thấy chưa? Trước và mặt sau thì đều đẹp như nhau luôn. Mình xin quay ra đây để anh em mình thấy được cái mặt sau của nó đây. Sau của nó là anh thấy không, phong sau của nó nè, phong sau của nó là y như phong trước. Nghĩa là cái này người ta uống là uống theo kiểu là người ta làm theo kiểu là tứ diện, giống như cái mẫu mà mấy cái mẫu mà nước ngoài đem ra xem đấy. Nên là đế rễ nó chảy rất là duyên luôn, thấy không? Và nó bám đá luôn. Thì cây này thì anh em mình khỏi phải lăn tăn. Đấy. Thì đây là một cái cây Hạ Châu được cắt giật, vàng xương cũng rất là dày luôn anh em ha. Thì anh em mình có nhu cầu cứ sở hữu, cứ mạnh dạn alo anh em ha. Anh em mình cứ nhu cầu sở hữu thì cứ mạnh dạn alo về Bonsai VN, số điện thoại Zalo là 093241 987 nè. Mình đọc lại anh em là 093241 1987. Đấy, 093241 1987 nha anh em. Một cái tác phẩm Hải Châu rất là duyên luôn. Ha anh em ha. Hàng này là hàng nghệ thuật anh em ha. Nghệ thuật để quý anh em mình đi đi chơi, đi sưu tập anh em mình để mình ngắm tại gia. Thì đấy là những cái mà quý anh em mình tham khảo ha. Chiều tầng ngang của cây này là nó vượt khoảng gần 87 chiều cao của này thì đơn giản, chiều cao của nó thì khoảng tầm 40 45 46 47 thôi, cỡ đó thôi nè. Tính từ mặt chậu lên thì nếu tính tại giữa tâm đỉnh á, còn nếu mà tính từ mặt chậu lên thì nó khoảng 50. Cho là ngồi chậu thì ở đây là mình đang nâng kiểu siêu chơi cấu trúc là vuông vuông tròn xung quanh. Vuông vuông góc anh em ha. Tán đó. Tán nó thì tán làm theo kiểu tán ôm mây anh em, rất đẹp. Nghĩa là chồng 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 lên với nhau á, giống như một cái tảng mây chồng lên đó. Anh em không? Rất là duyên luôn nè anh em ha. Coi nè. Trước sau tay xương rất là duyên. Bây giờ chỉ việc là chúng ta muốn thì chúng ta sẽ nuôi thêm tán cho nó lộng rộng hơn để chúng ta vô chậu lớn hơn vậy thôi. Thì cây này chắc chắn sẽ được tiếp tục nuôi và vô cái chậu nó sẽ to hơn hả anh em. Chơi cây nó sẽ vô cái chậu lớn hơn, để cho cây nó mang thêm một cái giá trị nghệ thuật đẹp hơn. Thì trong sớm muộn thì cây này cũng sẽ được chuyển chậu thôi, chuyển chậu sẽ to hơn thôi anh em ha. Rồi anh em mình xem tham khảo cho vui nha anh em, mình lên clip mình để tham khảo cho vui thôi, để mình lấy dữ liệu ha anh em ha. Chứ cũng nói chung là cũng không có vấn đề gì anh em mình phải bàn cãi và ái ngại nha.
cứ mạnh dạn alo cho mình, nếu thích sở hữu thì được giá thì mình mua, còn được thì thôi, chứ cũng không nhất thiết phải gọi điện là mua đâu, không có vấn đề gì hết. Chứ không phải gọi điện tới là không mua được, mình bên mình nói mấy anh em chê mấy anh em đâu, không phải đâu, đúng không? Mình cái gọi điện tới mà mình trả giá là trong đầu của mình nghĩ mình sẽ mua với một mức giá nào, thì điều đó chứng tỏ rằng anh em mình sẽ định hình định giá một số cái cây, thì mình tập định hình định giá một số cái cây, đôi lúc mình định giá nó vượt qua cái khỏi cái tầm của người bán, hoặc là đôi lúc mình định giá nó thấp hơn cái tầm người bán, thì mình xem lại lần sau, ví dụ như mình biết cái cây nào nó có giá trị bao nhiêu để mình mua thì thôi. Đấy là một cái chia sẻ của mình dành cho quý anh em, không có vấn đề gì hết đấy. Mạnh dạn nhắc điện thoại gọi cho mình ép giá về số điện thoại 0932411987. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.